Tử vi tuổi Đinh Mão 1987, tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, tuổi Mão chính là con giáp thứ tư trong tử vi 12 con giáp. Mèo là biểu hiện của sự trường thọ và được coi là sự may mắn tự nhiên. Họ được thừa hưởng những phẩm chất tuyệt vời và vô cùng tinh tế. Người tuổi Mão nói chung và Đinh Mão nói riêng là người nhẹ nhàng, duyên dáng, tốt bụng. Bản chất tự nhiên của họ là ngoại giao. Họ có sự gắn kết chặt chẽ với tất cả mọi người. Chính vì thế, họ là những người sẽ giành được những thành công nhất định trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, vận trình trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu có suôn sẻ đối với tuổi Đinh Mão hay không? Các hung nạp vận chi tiết của tuổi Đinh Mão sẽ ra sao? Hãy cùng nghe những phân tích chi tiết của các chuyên gia phong thủy cũng như nghe lời khuyên xem các gia chủ nên làm gì để thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Mời quý anh chị hãy theo dõi ngay video sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Âm lịch. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch, từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục, xung dậu, hình tý, hại thìn và ngọ, tuyệt thân. Đối với những người tuổi Đinh Mão trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 2 tới ngày 14 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Tân Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 2 tới ngày 26 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Quý Dậu. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 2 tới ngày 7 tháng 4 dương lịch có nạp giáp là Ất Dậu. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với tuổi Đinh Mão trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 2 tới ngày 15 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 2 tới ngày 27 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Sắc Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 2 tới ngày 8 tháng 4 dương lịch có nạp giáp là Bình Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mão 1987 trong tháng 2 âm lịch.
người tuổi Đinh Mão 1987, mệnh lộ trung hỏa, xung phong khoáng, đồ lược, khoan dung hiền hậu đối với mọi người. Họ thông minh, linh hoạt, làm việc nghiêm túc, có tư chất lãnh đạo. Họ có tư duy sáng tạo, có cái nhìn độc đáo, biết dùng người tài. Tuy nhiên, do mang trong mình lý tưởng cao xa, tham vọng to lớn, lại luôn thích làm người chỉ huy, nên tuổi Đinh Mão 1987 khiến người khác có ấn tượng khá kiêu căng, tự đại. Ngoài ra, theo kênh phong thủy Gia Cát, họ còn thích sử dụng sức ảnh hưởng của mình đối với số đông, dùng cách khơi gợi sự cổ vũ để giúp bản thân đạt được mục tiêu, nên có thể khiến những người xung quanh cảm thấy áp lực nặng nề. Khi làm việc, họ tỏ rõ mình là một người lý trí và bình tĩnh, tự rèn luyện cho mình khả năng học hỏi và ghi nhớ từ kinh nghiệm của người đi trước. Rất nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, không có suy nghĩ lười biếng hay đi đường tắt. Trong chuyện tình cảm, khi gặp chuyện không vui, họ thường giảng ngay với người yêu, thậm chí có khi không khống chế được bản thân mà có những lời nói gây tổn thương, đau khổ cho đối phương. Vì thế, khi thấy buồn bã, tuổi Đinh Mão hãy cố gắng suy nghĩ lý trí, đừng để người yêu trở thành xò xát chứa mọi nỗi niềm của mình, nhất là những khi đi xa, đi du lịch cùng nhau. Tân âm kim gặp Mão âm mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Mão nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh các phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, bản mệnh nên bình tĩnh, đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo và giúp con đường công danh, tài lộc, thuyền phấn hành thông, rộng mở, thì người tuổi Đinh Mão cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, cần sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hộ thân, hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ. Là vật phẩm giúp tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp tuổi Đinh Mão. Tử vi tháng 2 âm lịch của tuổi Đinh Mão cho thấy sinh trưởng sự nghiệp vẫn chưa có được sự khởi sắc hay đi lên. Tháng này có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Thời gian này nếu bạn đang cố làm những việc công to, việc lớn thì càng dễ hỏng. Do đó nên tập trung vào việc nhỏ mà chất lượng còn hơn là tham lam, ôm đồm nhiều niềm vui, ôm đồm nhiều nhiệm vụ. Ngoài ra trong tháng này, đam mê học hỏi không ngừng khiến chính người tuổi Đinh Mão cũng cảm thấy ngạc nhiên đối với niềm đam mê ập tới trong mình. Thế nhưng lúc này, gia chủ tuổi Đinh Mão không phù hợp để tiến hành việc gì đó quá mới mẻ, nên bắt đầu từ những mục tiêu đơn giản, tập trung vào ít vấn đề sẽ hiệu quả và tốt hơn. Để con đường công danh, sự nghiệp rộng mở, phát triển mạnh mẽ, tạo bước ngoặt lớn, thay đổi cuộc đời, những gia chủ Đinh Mão nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang minh quang pháp bảo bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về tài lộc, trong tháng 2 âm lịch, cuộc sống của tuổi Đinh Mão thời điểm đầu tháng rất rộn ràng với nhiều lời mời, kế hoạch giải trí sẽ kéo bạn ra khỏi cuộc quay công việc. Thế nhưng đừng vì thế mà sao nhãng với những cơ hội tiền bạc đang tới. Tử vi còn cho thấy đường tài lộc của tuổi Đinh Mão tháng 2 âm lịch có thể một sự kiện màu nhiệm sẽ đẩy bản mệnh tới bước ngoặt đáng kể về tiền bạc. Tuy nói là gặp may nhưng xét lại thì đó là công sức và nỗ lực của bản mệnh được đền đáp xứng đáng với những gì bạn bỏ ra. Ngoài ra, bản mệnh nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Để mọi việc hanh thông, hóa giải vận hạn không may mắn và đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tình cảm và gia đạo. Theo tử vi 2020 tháng 2 âm lịch, phương diện tình cảm của tuổi Đinh Mão có nhiều biến động. Bản mệnh cần tránh thái độ ghen tuông quá mức khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có.
Những người tuổi Đinh Mão đã kết hôn, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Đặc biệt, các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe sẽ dẫn đến tình trạng đồng sàng, dị mộng. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Bản mệnh cũng đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù bạn có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Đinh Mão dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Tử vi còn cho biết sẽ có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình bạn. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh chứ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, bạn nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ, tâm tình đối với người bạn đời của mình để giải quyết các mâu thuẫn cũng như hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát, sức khỏe của tuổi Đinh Mão. Tử vi tháng này cho rằng trong tháng có thể sẽ có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Đinh Mão không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ, khi làm việc bạn cũng không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Ngoài ra, để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem xét và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Và để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Đinh Mão cần mang bên mình vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình tuổi Đinh Mão trong tháng 2 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh phong thủy Gia Cát. Mọi người đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn và đưa đến quý vị các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Đinh Mão trong tháng 2 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.